Ăn không? Sao nhìn người ta ăn mà nhăn mặt dữ vậy? Ơi, Cỏ ơi, sao em ăn chua dữ thiệt luôn á. Thì lại mới là con gái. Anh, Ừ? công nhận hôm nay mẹ ngon thiệt á. Ôi, cô ơi, là cua. Anh ăn thử đi. Còn đâu ăn? Kìa. Thôi, không ăn đâu. Thôi, 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 được rồi mà. Thôi, anh không ăn đâu. Thôi mà, không mà. Ngoan, ngoan, ngoan nha, anh không ăn đâu nha. Đừng có ăn gian nha. Ý thôi lộn ta mấy cái mè muốn hùng hùng hả? Thôi mà, ngoan đi mà. Thì có gì á, ngày mai anh mua cho mấy ký, em ăn cho đã luôn. Rồi sẵn, anh hung cũng đã luôn. Quỷ thế mồ à. Anh á, lỡ mà hả, người quen có đi qua mà thấy được á, chết em á. Tại em chứ bộ. Nếu mà tan học về, em cứ kêu anh chở em về nhà đi, em bắt anh chạy vòng vòng ngoài đường vậy không à? Thì anh ngồi đây nói chuyện với em chút rồi đưa em về. Chứ thật tình em cũng không muốn anh ngồi nhà em chơi lâu nữa. Kỳ lắm. Ừ. Cái gì đâu kỳ. Nhà em cũng mến anh, cũng thích anh mà. Nhưng mà mỗi lần anh tới chơi, chứng kiến mấy chuyện xảy ra, em mắc cỡ còn chết luôn. Có sao đâu. Quan trọng á là bây giờ anh yêu em, thì sau này anh sẽ cưới em, chứ có phải anh cưới gia đình em đâu mà em sợ. Dạ, mời ông ngồi. Ông ngồi đi ông nha. Dạ, hai ông uống gì? Không cần. Chỉ cần một chai nước suối. Dạ, dạ, em biết rồi. Nè, sau này á, khi em tốt nghiệp, tụi mình kết hôn với nhau, thì lúc đó em sẽ về nhà anh ở, chứ đâu có ở nhà em đâu mà em sợ. Nè, ba anh á cũng có hứa là sau này á là sẽ cho tụi mình quản lý cái cơ sở nước đá. Má anh cũng có hứa một điều là sẽ xây cho mình một cái căn nhà thiệt là lớn để vợ chồng mình có thể sống chung với nhau thật là hạnh phúc. Ngoài ra má anh còn nói một cái điều nữa là mà anh cảm thấy mình rất là muốn kết hôn với em liền luôn á. Em biết gì không? Vậy cái nào là anh nói? Là sao? Thì lúc nào em cũng nghe anh nói là ba anh nói, rồi má anh nói, rồi sắp đặt hết mọi việc hết á. Mà anh thấy kỳ ghê á. Hạnh phúc của hai đứa mình mà không thấy anh quyết định được chuyện gì hết trơn à. Em đâu có thể nào nghĩ vậy được. Em phải biết á, là ba má muốn tốt cho mình, ba má lo cho hạnh phúc của mình, thì mình phải nghe theo lời của ba má chứ. Đúng không? Ngoan đi mà. Ngoan đi mà. Anh có yêu em thiệt không? Sao em hỏi vậy? Thì anh cứ trả lời em đi. Thiệt? Em thương anh nhiều lắm. Em không nghĩ là sẽ sống thiếu anh đâu. Và em cũng mong tới ngày hai đứa mình thành vợ thành chồng nữa. Nhưng mà chuyện kết hôn á, tụi mình để từ từ được không anh? Em muốn khi em tốt nghiệp, ra trường nè, rồi có công việc ổn định, rồi tụi mình hãy cưới nha. Thôi không được đâu. Má anh nói là năm sau tụi mình phải cưới liền. Thầy bói nói vậy á. Biết không? Nè, nay mai á là má anh sẽ gặp gỡ gia đình của em đó. Em chuẩn bị đi nha.
Với lại má anh cũng nói thêm á là má anh nó sẽ... Lại ba má anh nói hoài. Mà cũng giận mà. Nha. Ông ơi, ông nước suối của ông nè. Cảm ơn. Ông ơi, cho con hỏi là ông có phải là Cao Thiên Tú, chủ tịch tập đoàn công ty thời trang C và T không? Đúng rồi. Dạ, con mới thấy ông trên TV nè. Trời ơi, ông biết không, các bài báo của ông á, bài nào con cũng có coi hết á. Cái nhãn hiệu thời trang mới ra đó ông, trời ơi, thu hút trên thị trường lắm đó nha ông. Dạ. Cảm ơn cậu. Anh đây, à, cậu ở khu vực này cậu dạ, thưa ông chủ. Cái gì vậy? Ba chủ. Alo. À, ông ơi ông. Dạ để em vô em thôi. Ôi, thật là một phong cách của doanh nhân thời đại. Đúng là chủ tịch tập đoàn thời trang có khác ta. Thằng quỷ, đi vô rửa ly kìa mày. Dạ. Để cho bà chủ biết việc tôi xuống đây nha. Yes sir. Rõ chưa? Không được bếp xếp lại bà chủ biết rõ chưa? Để xin ngài hết sức an tâm bà. Nhiều đó đủ rồi má. Con vô ngủ trước đi. Chừng nào má buồn ngủ á má vô má nằm. Ừ. Má bực mình anh chị hai lắm hả? Nếu mà bực á thì chắc ngày nào má cũng bực hết á. Chuyện học hành của con sao rồi? Dạ con cũng sắp thi học kỳ 1 rồi má. Ừ. Ráng cố gắng học nghe chưa? Đừng có để tâm vào những chuyện không đâu hết đó. Dạ. Thôi con vô học bài nha má. Ừ. À, mà nè. Hôm trước á, thằng Bình nó có nói với má là bên nhà của nó năm sau muốn tiến tới hôn nhân với con. Ý con sao? Dạ. Con cũng nói với ảnh là thư thả tại vì con cũng chưa muốn lấy chồng sớm. Má thấy thằng Bình nó cũng tốt. Nếu mà bên đó muốn tiến tới hôn nhân với con á thì má phải trả lời sao? Thôi, chị nó để từ từ tính nha má. Con vô học bài nghe. Ừ. Má. Ừ.
Trời ơi, sao má nhậu một mình hoài vậy? Người ta uống rượu thì phải có ăn. Má uống kiểu này ruột gan phèo phổi chịu sao nổi má. Lúc chiều má có đem mấy cuốn sách thời trang cũ về cho con đó. Vậy hả má? Ừ. Con cho con xem. Ừ. Má. Ừ? Má biết hồi chiều ai ghé quán con không? Ai? Chủ tịch tập đoàn công ty thời trang C và T đó má. Trời ơi, nhìn ông ấy bề ngoài á, rất là phong độ, nhân từ đó má. Con nói thiệt, con rất là ngưỡng mộ ông ấy. Ông ấy là thần tượng của con đó má. Ông ghé quán con làm cái gì? Con nghe nói là ông tìm người quen ở khu này nè má. Người quen hả? Dạ. Má, má sao vậy? Ừ. Má lỡ tay. Để con lao cho. Ờ. Chỗ má có chừng ướt quần kìa. Má ơi má, có một sự trùng hợp nó lạ lắm. Con cùng họ với ổng. Con rất là hãnh diện khi có cùng họ cao với ổng. Hey, bây giờ con vô tắm, xong đó con đọc sách thời trang. Má nhớ dùng con sớm nha. Trời ơi, lại thả hồn vô ba cái quần áo thời trang gì nữa đó hả? Dạ. Chị thấy có gì đâu mà em mê dữ vậy? Ừ? Quần áo thì cũng như nhau thôi, miễn sao che đậy được những gì cần che đậy. Trời ơi, chị nói gì mà kỳ cục vậy? Chị không có cảm nhận được gì hết á. Mặc quần áo tinh xảo và đẹp đẽ tạo nên phong cách của người mặc, gây ấn tượng người đối diện đó chị. Ôi, mặc đồ thời trang là tạo nên tính cách người mặc đó. Thôi thôi, ngừng đi ba cái phong cách tư cách gì đó đi. Em nói với chị giống như là gà nói với vịt vậy đó, lùng bùn lỗ tai quá à. Chị hai. Ừ. Sao má uống rượu hoài vậy? Chị không chịu nói má uống rượu có hại cho sức khỏe lắm đó. Má uống rượu từ khi em chưa dứt sữa nữa kìa, sao bỏ được. Với lại má uống rượu thuốc, uống vô má mới ngủ được. Ừ. Rượu thuốc hay là rượu bổ gì cũng là rượu thôi. Chị biết không, cái xóm của mình là nổi tiếng nhiều chuyện nhất á. Cái biệt danh bà sáu cây lý là người ta đặt cho má đó. Lúc nào người ta cũng nói như vậy, em khó chịu lắm. Thì tại vì má mình hay uống rượu cây lý. Mà thôi, họ nói gì mặc kệ họ. Họ có nuôi em được bữa nào đâu mà em quan tâm chi. Nè, tháng này lãnh lương chưa? Dạ, rồi. Nè chị hai. Ừ. Nè, cầm lấy đi. Gì chị hai? Tháng này chị có hốt hụi cho nên cũng dư giả chút đỉnh. Trời vậy hả? Ừ. Cảm ơn chị hai. Hồi nãy chị nghe nói là em gặp ông gì đó hả? Ông Tú á chị. Ông là chủ tịch tập đoàn công ty thời trang C và T á. Trời ơi, nhìn bề ngoài của ông phong độ lắm. Nhìn là biết người thành đạt liền. Chị biết không, ông là mục tiêu phấn đấu của em sau này. Chị ơi, có một điều đặc biệt lắm chị. Em cùng họ với ổng á. Trời ơi, biết đâu sau này hả, em cũng sẽ là người thành đạt giống như ổng vậy đó. Thôi, bớt mơ mộng đi. Ừ, đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Dạ, chị hai cũng ngủ sớm nha. Ừ. Đó. Nha.
giữ lấy đi. Ủa, tiền học phí tháng này chị Hai cho em rồi mà. Mà em cũng đâu cần mua gì đâu. Cứ cầm lấy đi. Con gái nhiều cái phải mua lắm, muốn mua gì thì mua. Thôi, chị Hai giữ đi. Khi nào em cần thì em xin. Con nhỏ này, chị Hai nói cất vô là cất vô. Cất đi, anh Hai thấy bây giờ. Cất vô đi. Gì mà vui vui đúc đúc đây? Không có. Có phải chị Hai cho tiền em không? Tiền đâu mà tiền. Ai hỏi bà? Tôi hỏi Út Cỏ. Có phải chị Hai cho tiền em đúng không? Dạ phải. Đó, thấy chưa? Con Út nó bao giờ biết nói dối. Tại sao bà không cho tiền tôi mà cho Út? Hả? Út, em cần mua gì? Thì tại vì nó tới tháng tôi phải cho nó tiền để nó mua. Ông có tới tháng không? Thì tôi cho. Vô gì? Chéo, mới tới hả? Ừ. Đợi xíu nha, ra liền. Chéo. Hả? Cái gì mà tự nhiên hôm nay kêu tôi ra quán dữ vậy? Hôm nay anh có cái này muốn tặng cho Chéo nè. Tặng quà hả? Ừ. Nhắm mắt lại đi. Thôi có gì đưa đại đi, nhắm mắt xưa quá. Ôi là không bất ngờ gì hết nè. Chiêu 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 nè. Đẹp chưa? Hôm bữa anh thấy tóc của Chéo bị rối nên anh nghĩ là anh mua cái kẹp tặng Chéo á. Trời ơi, mua cái kẹp này tặng cho tôi hả? Đúng rồi nè. Trời ơi, nhìn rẻ tiền quá à. Thời buổi giờ ai xài cái kẹp mà bự chà bá vậy nữa? Không dám đâu, cái bà bán á, bà nói là cái kẹp này là modern bây giờ đó. Trời ơi, ngốc ghê vậy đó. Người ta bán người ta phải nói là modern để cho anh mua. Trời ơi, nghĩ sao thời buổi giờ kẹp cái kẹp nó ghê vậy? Thì có sao đâu. Thì Chéo cứ lấy đại đi. Ôi mà. Mày nói đại đơn. Vô tao nhờ này một chút coi. Dạ. Đợi anh chút xíu nha, đừng có về nha. Vô liền nè. Nè, coi này nè. Ổ điện đồ đó. Có vậy không cũng kêu con nữa. Vậy cũng cằn nhằn nữa hả mày? Tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi. Sống ở đời phải có lớn có nhỏ, chuyện không đâu có nói xin nói sọ. Nhưng mà chuyện gì nó cũng phải có lý có tình chứ chị Năm. Có lý có tình gì hết đó, tôi phải qua gặp nó để nói rõ. Nhưng mà chuyện nó nhỏ như con thỏ, nếu không khéo chuyện nhỏ nó sẽ thành to. Sống ở đời nhiều chuyện nó xảy ra, đừng nên quên hết chữ lý chữ tình. Có vui buồn á thì cũng bỏ qua đi, tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi.